điều tra vụ tài xế ô tô công nghệ bị tấn công ở thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Ba Vàng bất ngờ thông báo dừng khóa tu mùa hè. Kẻ sát hại cô gái vào ngày 29 Tết ở thành phố Thủ Đức sắp hầu tòa. Trả hồ sơ vụ chủ tịch Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng bị lừa 80 tỷ đồng. Cháy nhà ở Hà Nội lúc giữa trưa, cả xóm la vào dập lửa. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 6, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ tài xế ô tô công nghệ bị tấn công xảy ra trên địa bàn. Điều biết nạn nhân là anh HVL, 29 tuổi, quê Bình Dương. Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 20 tháng 6, anh L nhận quốc xe có lộ trình di chuyển từ đường Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh về đường Lê Đức Thọ quận Gò Vấp. Đến điểm đón, anh L chờ khoảng 3 phút thì có người phụ nữ đi từ một quán nhậu ra và ngồi ở ghế cạnh tài xế. Sau đó anh L bấm vào ứng dụng của tài xế xe công nghệ, lệnh đã đến và tiếp tục chờ thêm khách đến theo yêu cầu của người phụ nữ do những người còn lại đang đi vệ sinh. Khoảng 8 phút sau, một người đàn ông và một nam thanh niên từ trong quán đi ra, mở cửa lên xe ngồi hàng ghế sau. Thời điểm này anh Lờ thấy hai vị khách có dấu hiệu say xỉn và chờ quá 5 phút nên không đồng ý chờ. Clip cho thấy người đàn ông nói và liên tục chửi thề: "Tao đi vệ sinh mà mày làm gì dữ vậy? Tao chỉ hỏi mày, tao đặt lại mày có chạy hay là không? Rút chìa khóa xe nó ra đi, lôi nó ra xử nó đi." Sau đó, hai bên xảy ra tranh luận và người đàn ông cùng với nam thanh niên tấn công anh Lờ. Bị tấn công, anh L dùng tay ôm đầu và nói xin lỗi. Lợi dụng lúc nhóm người trên không để ý, anh L đã đóng cửa xe và rời đi. Diễn biến vụ việc được camera hành trình ghi lại. Anh L cho biết quy định của công ty là tài xế có quyền nhận hoặc không nhận quốc xe nếu thời gian chờ khách quá 5 phút. Vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Mới đây, đại diện Chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, do bận một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kiết hạ, nhà chùa thông báo tạm hoán tổ chức các khóa tu mùa hè mà phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký, cho đến khi có thông báo mới. Nhà chùa thông tin, trong thời gian chưa có thông báo chính thức, phụ huynh và khóa sinh có thể tham gia vào các khóa tu thường kỳ của Chùa Ba Vàng và các khóa tu mùa hè của các chùa, cơ sở tự viện khác thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên quan đến video có người bị vong nhập, được cho là xảy ra tại khóa tu mùa hè ở Chùa Ba Vàng, đang gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng, đã có báo cáo gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, khóa tu mùa hè thứ nhất năm 2024 được chùa tổ chức từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 với tổng số hơn 6.000 khóa sinh. Về nội dung chương trình khóa tu mùa hè năm 2024, chùa Ba Vàng cho hay, tuân thủ nghiêm theo thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, góp ý của các chuyên gia. Theo đó, nội dung khóa tu cần đảm bảo trải nghiệm tu học Phật pháp, kỹ năng sống và hoạt động vui chơi bổ trợ. Hàng ngày khóa sinh được rèn luyện lối sống tự lập, bên cạnh đó khám phá và tìm hiểu về lịch sử Phật giáo, tìm hiểu về chùa Ba Vàng nghe thầy trụ trì chia sẻ về những lời dạy của Đức Phật để các em sống có trách nhiệm, có đạo đức. Liên quan vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào 29 Tết ở thành phố Thủ Đức, dự kiến ngày 9 tháng 7 sắp tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang vì 3 tội danh. Theo cáo buộc, đối tượng này đã lừa chị VTT qua phòng trọ của mình, giúp khiêng đồ rồi sát hại nạn nhân cướp tài sản, sau đó dở cho đối bại và phi tang phiên tòa do ông trương công huấn làm chủ tọa bị cáo khoa có một luật sư bào chữa gia đình bị hại cũng có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình một luật sư bảo vệ cho bị hại cho biết ông cũng như đại diện bị hại mong muốn tòa án xét xử sớm để trả lại công bằng cho người đã mất giúp nạn nhân an nghỉ nỗi đau của gia đình bị hại quá lớn bố mẹ bị hại khóc rất nhiều tinh thần lo âu không thể tập trung làm việc theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đăng Khoa và nạn nhân VTT, 25 tuổi quê Đồng Nai, ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Phòng của Khoa ở dãy đối diện với phòng chị T. Cáo trạng nêu Khoa là người trưởng thành nhưng lười lao động, cần tiền chơi game và ham muốn dục vọng. Khoa biết chị T sống một mình, cuối năm được thưởng tiền Tết nên nảy ý định cướp tài sản, dở cho đối bại rồi sát hại nạn nhân. Chiều mùng 8 tháng 2 tức 29 Tết, Khoa thấy chị T ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê. Thời điểm đó, những người khác trong khu trọ đã về quê ăn Tết. Anh ta lấy lý do nhờ chị T qua phụ dịch chuyển tủ quần áo nhằm dẫn dụ nạn nhân qua phòng, đóng cửa, dùng dao đe dọa. Chị không được la, em chỉ lấy tiền thôi. Nạn nhân van xin và kháng cự, Khoa liền dùng dao tấn công khiến chị T bất tỉnh. Tiếp đó, Khoa bình tĩnh thu dọn hiện trường rồi thực hiện hành vi đổi bại với nạn nhân. Chưa dừng lại, anh ta còn lấy tài sản của chị T bán được hơn 19 triệu đồng. Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa phi tang chị T và các túi ni lông rồi quăng xuống mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao. Sau đó, Khoa đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chơi Tết. Tại đây, bị cáo đưa cho người yêu 6 triệu đồng và nói là tiền lương. Ngày 9 tháng 2, chị gái của nạn nhân tới phòng trọ tìm em gái, nhưng không thấy nên trình báo công an. Nhà trích trách vào cuộc, ngày 13 tháng 2, khoa bị cảnh sát bắt giữ. Quá trình điều tra cơ quan tiến hành tố tụng thu hồi và tạm giữ toàn bộ tài sản mà Nguyễn Đăng Khoa cướp của nạn nhân, đã xác minh và xử lý vật chứng trả lại cho gia đình chị T. Về dân sự, gia đình bị hại yêu cầu khoa bồi thường số tiền 500 triệu đồng, hiện nam bị cáo chưa bồi thường. Ngày 21 tháng 6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Sĩ Tá, sinh năm 1972, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban dân tộc ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị hại trong vụ này là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh, người vừa nhận hình phạt 8 năm tù. Tại tòa sau thời gian xét hỏi công khai để đảm bảo việc xét xử khách quan toàn diện, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án tại phiên tòa hội đồng xét xử công bố nội dung đơn xin vắng mặt của ông đỗ anh dũng theo đó ông dũng cho biết đã nhận được giấy triệu tập tới phiên tòa với tư cách người bị hại ông mong hội đồng xét xử tạo điều kiện cho mình được vắng mặt vì tuổi cao thời gian tạm giam lâu nên sức khỏe không tốt nội dung vụ việc đã được trình bày trong giai đoạn điều tra ông dũng cũng đề nghị bị cáo tá phải hoàn trả số tiền mà ông bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật ông dũng ủy quyền cho luật sư trình bày và cam kết tôn trọng phán quyết của tòa theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2018, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Đức Anh, Công ty Đức Anh có 3 cổ đông, gồm bà Đinh Thị Hải Yến chiếm 51% cổ phần, ông Nguyễn Đăng Duyệt chiếm 40% cổ phần, bà Trần Thị Nhàn chiếm 9% cổ phần. Công ty này là chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh. Công ty Đức Anh muốn bán dự án trên nên nhờ ông Nguyễn Sĩ Tá tìm đối tác mua và được ông này đồng ý. Tháng 1 năm 2019, bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đức Anh, ký quyết định ủy quyền cho ông tá. Thời điểm đó, do có quen biết với ông Đỗ Anh Dũng, nên ông tá mang theo một quyển quy hoạch địa điểm đảo Núi Cuống đến công ty Tân Hoàng Minh, gặp ông Dũng để giới thiệu dự án trên. Ông Dũng đã tin tưởng, đồng ý mua và thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Ông tá yêu cầu đặt cọc trước 20% giá trị chuyển nhượng, tương đương 80 tỷ đồng, và đề nghị giữ bí mật việc này để ông tá đi cảm ơn các mối quen biết. Về số tiền còn lại là 320 tỷ đồng, ông tá sẽ chỉ đạo ghi vào trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty Đức Anh. Tới giữa tháng 3 năm 2019, ông Dũng có làm việc với bà Yến và ông Duyệt đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lúc này, Chủ tịch Tân Hoàng Minh mới biết công ty Đức Anh và dự án đảo Núi Cuống là của bà Yến, ông Duyệt. Bản thân ông tá nhận tiền đặt cọc 80 tỷ đồng của ông Dũng nhưng không thông báo, không chuyển số tiền trên cho cổ đông công ty Đức Anh nên công ty không làm thủ tục thay đổi cổ đông. Trước tình hình này, Chủ tịch Tân Hoàng Minh yêu cầu ông tá phải hoàn trả số tiền đặt cọc đã nhận. Ngày 16 tháng 3 năm 2019, ông tá trả cho ông Dũng 20 tỷ đồng. Sau đó, ông tá trả thêm 13 tỷ đồng qua nhiều lần, hiện tại còn chiếm giữ 47 tỷ đồng. Ông Dũng đã liên tục thông báo yêu cầu ông tá phải hoàn trả đút số tiền còn lại, nhưng đến buổi làm việc ngày 13 tháng 12 năm 2019, ông tá vẫn tiếp tục khẳng định dự án đảo núi cuống là của ông tá, nếu dự án đó không phải của ông thì đã bị tỉnh thu hồi. Khi đó, ông Dũng thông báo với ông tá rằng đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ninh xác định đảo núi cuống không được xây dựng du lịch như lời ông tá nói. Lúc này, ông tá cam kết trong vòng một tháng sẽ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản, đồng ý cho thực hiện dự án du lịch. Tuy nhiên, ông Dũng tiếp tục đề nghị ông tá phải hoàn trả tiền đặt cọc còn chiếm giữ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 21 tháng 6, một ngôi nhà tại phố Hạ Yên Quyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra cháy. Người dân chứng kiến sự việc cho biết vào thời gian trên, họ phát hiện mùi khét và khói bốc lên từ tầng 3 của ngôi nhà, sau đó, nhiều người dùng ống dẫn nước sẵn có của gia đình để dập lửa. Có 4 đến 5 người còn leo lên mái tôn nhà hàng xóm để tiếp cận gần hơn với đám cháy. Tại hiện trường, lửa bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà, khói đen bốc nghi ngút. Các ban công của ngôi nhà bị quây kín bởi lồng sắt và tôn. Đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy thông tin, vụ cháy xảy ra ở phòng thờ của ngôi nhà cao 3 tầng, một tum. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dập tắt đám cháy vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày. Cũng theo vị cán bộ trên, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Khoảng 4 giờ ngày 21 tháng 6, xe khách 16 chỗ, chờ nhiều người trong gia đình ở Tiền Giang chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn giáp thành phố Tân An Long An, phương tiện này va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến 11 người trên xe khách bị thương nặng. Trong số những người bị thương có một bé trai người nước ngoài bị gãy xương đùi, các nạn nhân còn lại đa chấn thương. Các nạn nhân được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Bác sĩ đa sơ cứu, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định và đang được theo dõi. Cục Cảnh sát Giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Ảnh hưởng tai nạn khiến giao thông qua khu vực ủ nứ. Theo người thân một số nạn nhân, họ đang từ Tiền Giang ra Nha Trang đi du lịch thì không may gặp nạn. Mới đây, ông Đặng Thái Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tứ Mỹ, xã Lam Sơn, huyện Tam Nông xác nhận, Nạn nhân của vụ tai nạn giao thông tại ngã năm Phùng Nguyên sáng 19 tháng 6 là cô giáo NHQ, sinh năm 1995, là giáo viên dạy môn toán, chủ nhiệm lớp 9 của trường. Ông Sơn cho biết, vì đang trong thời gian được nghỉ phép, cô giáo Quy tranh thủ đi khám thai, trên đường về thì gặp phải tai nạn thương tâm. Nơi cô giáo Quy bị tai nạn chỉ cách nhà riêng của ông Sơn khoảng 50 mét. Cũng theo ông Sơn, cô giáo Quy là một giáo viên trẻ rất có năng lực, là niềm tự hào của trường. Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, các học sinh lớp 9 của trường có thành tích rất xuất sắc, đứng đầu huyện Tam Nông. Lớp cô giáo quy chủ nhiệm có học sinh là thủ khoa, đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán. Những ngày vừa qua, rất đông các thầy và trò, phụ huynh trường trung học cơ sở tứ Mỹ, đoàn các trường học trên địa bàn, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, hàng xóm gần xa đã đến viếng thăm chia buồn với gia đình cô giáo quy. Ai nấy đều thương xót, tiếc nuối cho một giáo viên có năng lực, có tâm nhưng ra đi khi còn quá trẻ, Sáng ngày 21 tháng 6, Tri Cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Con Tum cho biết, đã tiến hành lấy mẫu nước, quan trắc chất lượng nước để xác định rõ nguyên nhân khiến cá lăng chết, khoảng 25 tấn của 4 hộ nuôi cá tại lòng hồ Thủy Điện Gia xã Gia huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum. Ông Ưng Văn Thành, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Con Tum cho hay, vào ngày 18-19 tháng 6, lượng nước đổ về lòng hồ Gia khá lớn, trong khi đó hồ thủy điện yali lâu nay đã tích nước khiến lượng bùn lắng dưới mặt nước vào mùa mưa thủy điện xả nước để giữ trạng thái bình thường đồng thời nhận nước và xả nước khiến lớp bùn lắng bị xáo trộn cá bị thiếu oxy khi kiểm tra các cán bộ tri cục thú y cũng phát hiện một lượng bùn bám và mang cá ngoài ra các hộ dân cũng còn khá chủ quan khi nuôi cá trong khu vực nước thấp khi nước xuống thấp người nuôi đã bất ngờ không có phương án xử lý kịp thời hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước quan trắc chất lượng nước để xác định rõ nguyên nhân khiến cho cá chết hàng loạt, đồng thời so sánh với các kết quả kiểm tra mẫu nước trước đó để đánh giá chính xác vấn đề. Ngày 21 tháng 6, Thành đoàn và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh phối hợp tổ chức lễ khai mạc hội trại truyền thống tuổi trẻ giữ nước và tuyên dương chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trẻ giỏi tiêu biểu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ năm 2024. Đây là một trong các hoạt động của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989 22 tháng 12 năm 2024. Kỷ niệm 10 năm năm thanh niên tình nguyện, 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè Tại chương trình, ban tổ chức cũng tuyên dương 36 gương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trẻ, giỏi, tiêu biểu, xứng danh bộ đội cụ hồ năm 2024. Đây là những điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ được sao. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ hồ thời kỳ mới. Các tấm gương điển hình cũng tích cực hiến kế với các công trình, phần việc, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được sao, trở thành lực lượng sung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong khuôn khổ các chương trình lễ hội mùa hạ, kinh thành tỏa sáng, Ban tổ chức Festival Huế đã tổ chức chương trình trưng bày triển lãm cây kiểng và hoa phong lan ba miền năm 2024 tại vườn cơ hạ Hoàng Cung Đại Nội Huế, được biết triển lãm khai mạc vào sáng 21 tháng 6. Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, các sở ban ngành cùng các nghệ nhân cây kiểng, hoa phong lan ba miền và đông đảo công chúng du khách. Diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 6, triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân cây kiểng, hoa phong lan đến từ 20 đơn vị sinh vật cảnh trên toàn quốc, mang đến cho công chúng và du khách trên một nghìn tác phẩm cây kiểng và hoa phong lan đặc sắc, rực rỡ với đa dạng thể loại và chủng loại. Trong đó, khoảng 350-400 đến 400 tác phẩm cây kiểng nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ với ba loại hình, cây kiểng cỡ lớn, cây kiểng cỡ trung bình, tiểu cảnh và gần 500 tác phẩm hoa phong lan với hai thể loại, lan kiếm và lan tổng hợp. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung chia sẻ, triển lãm cây kiểng và hoa phong lan ba miền tại các kỳ festival Huế tại vườn cơ hạ và thiệu phương như tái hiện phần nào hình ảnh một khu vườn thượng uyển, được xem là kế tác của vườn cung đình xưa. Năm nay, nghệ nhân đến từ ba miền lại cùng nhau hội tụ với những tác phẩm cây kiểng, hoa phong lan đặc sắc nhất để giới thiệu đến du khách. Thông qua các kỳ triển lãm giúp kết nối các nghệ nhân sinh vật cảnh trên toàn quốc, quy tụ những tác phẩm đẹp, những kỳ hoa dị thảo về đây nhằm tái hiện lại không gian sống động, khơi dậy giá trị của những khu vườn thượng uyển nổi tiếng của kinh đô Huế xưa. Tất cả đã tạo nên một không gian nghệ thuật sắp đặt hoành tráng, ấn tượng tại vườn Thiệu Phương và vườn Cơ Hạ với ngàn hoa khoe sắc hương, trăm cây khoe dáng thế đẹp độc lạ ngoài trưng bày triển lãm chương trình còn có hoạt động cung tiến cây kiểng tại sân thế miếu trình diễn tay nghề tạo tác cây kiểng tại vườn cơ hạ và diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân triển lãm hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cảm xúc giá trị tốt đẹp cũng như gắn kết tôn vinh tay nghề của các nghệ nhân sinh vật cảnh trên toàn quốc tạo động lực cho phong trào sinh vật cảnh ngày càng phát triển hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du khách đến xem triển lãm Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mở cửa đại nội miễn phí ban đêm từ 19 giờ đến 22 giờ các ngày 21 đến 23 tháng 6 và có chương trình biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc trữ tình, ca khúc về Huế do nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn tại vườn cơ hạ trong dịp này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.